Xin chào quý anh chị và bà con nhé. Đây cầu này là có mủ tiếp à? Ôi mủ đực, cầu này có cả mủ cả đực luôn anh chưa? Ông đực nhiều ấy nhé. Đây là cái đàn ong này đã bị tách đàn quý anh chị nhé. Nó tự tách rồi đó. Nhiều lúc mình nuôi ong mình anh kinh nghiệm nhiều, nhiều lúc vẫn bị thất thoát đấy nhé. Nhiều lúc anh em đừng có chủ quan nuôi ong, đừng có nghĩ là mình có kinh nghiệm nhiều nó không bị mất ong nữa. Đấy, đây có một mủ nữa. Đây luôn. Mủ nhiều à? Đấy mấy mủ. Cầu này chắc 3-4 mủ quá. Đây một mủ anh cắt anh để đây này. Mủ này nó gần nở rồi quý chị nhé, già lắm này. Đây này, em mở em quay cho quý chị đây ạ, thâm đầu ấy nhé. Tại sao mình biết phân biệt cái mủ thâm đầu. Nó già nó thâm đen hơn này. Đó. Mủ đây nữa, mấy mủ đang bám ở dưới đây anh đang thổi đây. Đó. Mủ này cũng thâm luôn này. Ba mủ, một góc đây em nhìn sáng coi nó ba mủ bên tay bên kia này em chưa thấy rõ, chưa biết ạ. Toàn mủ dài hết rồi. Mủ bên đấy có một mủ nữa. Một cầu này 4 mủ luôn quý chị nhé. Anh đang cắt bỏ đây không biết, đang băn khoăn già hết cả rồi. Cách cắt loại bỏ mủ chúa đây quý chị. Của là vụ này vụ thu đông, em nhắc lại lần nữa là vụ thu đông nhé. Không nên vụ này thì vẫn chưa phải là hợp lý tách đàn lắm ạ. Nó khoảng tầm tháng nữa này. Tháng hay nửa tháng đấy chưa? Hợp lý nhất khoảng nửa tháng nữa đi. Nửa tháng là hợp lý hơn ạ. Giờ tách cũng được, nhưng mà tách thì được nhưng mà chi đi mục luôn. Đây quý chị đấy, anh đang nói sơ di mủ ạ. Vừa cầu ong mà vừa sơ di mủ. Một mủ đấy nữa già cả rồi. Anh đang cắt đây, cắt loại bỏ đấy. Này cầm một lúc cầm hai máy em nó hơi nặng tay. Mà cầm cái con cùi bắp này nó mạnh tay quá quý chị nhé. Con này gần nở. Ừ, gần nở rồi. Con nào cũng gần nở hết anh trưởng, nhìn đứa nào đầu đen hết. Ba con đây đầu đen cả rồi. Ba mủ đây đầu đen rồi, một con trắng trắng. Cắt bỏ được luôn. Hả? Để nhiều được quá không? Cầu nó bị nhiều được rồi. Để làm gì nữa? Dù đuổi ong ra mà cắt bỏ đi nhé. Cắt ong thì chúng ta nên cắt bỏ ong được cái quý anh chị cũng nhớ cho em là thổi ra đừng dính vào cái con ong thợ nhé. Dính anh bị dính vào mắt rồi, dính mắt con tai nạn nghề nghiệp rồi quý chị đó, tai nạn nghề nghiệp. Chuyện nằm ong này tai nạn nghề nghiệp bị chuyện bình thường. Anh bị dính con mí mắt, đang nọc con còn đấy, cậy nọc đấy. Dựng đi anh chưa? Dựng vào trong mấy đi. Anh đang dựng đang phải nhá. Thôi em cũng giật đùi ạ. Nghề ong không nói hay được đâu quý anh chị. Cái chuyện tai nạn nghề nghiệp thì tai nạn chuyện bình thường lắm ạ. Anh chấp nhận phải đội mũ rồi nhé. Lúc này anh chủ quan anh cứ đội anh mở ra đấy. Cắt loại bỏ cái mủ chúa đây nó vẫn giữ lắm. Những đàn ong này là rất không giữ quý chị ạ. Vì nó muốn giữ bảo vệ cái mủ chúa của nó mà. Nằm rơi đấy nó ra nó báo động là con kẻ phá đó. Cắt cái miếng ong đực đó quý chị nhé. Đấy cái miếng ong đực đó. Rồi anh bỏ vào trong này quý chị. Mùa này thì tháng 10, thuộc về tháng 10 quý anh chị nhé, mùng 9 tháng 10 ạ. Đây cái mủ chúa, những mủ chúa đây quý anh chị đã thấy đây. Đây những mủ chúa của em ấy nhé. Hơi già đây, quá già chứ không phải hơi già nữa. Đây cái cầu vẫn đông hả? Hả? Tách giờ vẫn đông nữa, hay là hai chúa? Quay lại nhìn lên cầu vẫn đông lắm, không biết à. Bữa không biết là anh để ý cái lượng ong của anh ấy, em thấy vẫn đông, cầu đấy rất nhiều. Hả? Có khi... À đúng rồi, con chúa già đi rồi. Nó đi một số con ít thôi, không đi nhiều phải không? Khả năng thế, con chúa già đi một con ít thôi. Khả năng tách đi một nửa đàn. Nửa đàn luôn à? Ừ. Lúc một nửa đàn hết. Ừ. Tách lần thứ hai này một ít này. Đúng rồi, lần đầu tiên thì cho một nửa quân, lần thứ hai thứ ba nó cứ ít dần nó chia tiếp nửa đàn tiếp. Đây là như quý chị thấy nhé. Em có chia sẻ với quý chị nếu như chúng ta không cắt loại bỏ như này mà kiểm tra không hợp lý, không gặp thời kịp thời đấy thì những cái mủ này nó đi quý chị như thế là 2 4 miếng, bên kia là 5 một miếng, 5 mủ, một mủ, 2 mủ ngoài đây nó là 6 một miếng là ngay đầu dao là 7 quý chị nhé. Nó 7 mủ thì nó chia 5/7 thì quý chị tính nhé. Anh phá cái loại mủ non không nói rồi. Cái mủ mà chưa hình thành chưa có ấu trùng ấy. Thì thế anh khui con dao đấy, mình có nhìn thoáng qua mà. À có rồi à. Thế tất cả cái đàn này rất nhiều quý anh chị nhé. Đấy, như vậy thì nó chia ra đàn ong ta không còn cái gì nữa. Đấy, quy trình bắt đầu làm đàn ong của em đã gần kết thúc được quý anh chị nhé. Anh đã làm xong đây, xử lý được mấy mủ đây rồi ạ. Cắt loại bỏ ong đực, cả mủ chúa đi. Và đàn ong của chúng ta có 3 cầu đây. Cái mủ này thì trong vòng nếu mà quý anh chị nào cần thì nếu mà ở gần trong khu vực em đây thì xin về vẫn ấy được quý anh chị nhé. Đây có mấy mủ gần nở được đây. 1 2 3 4 mủ ạ, 4 mủ gần nở rồi, còn 2 mủ kia vẫn non ạ. Là chúng ta vẫn giữ được nhá. Cái mủ chúa này mủ chúa tự nhiên quý anh chị nhé. Nó đời từ tách đàn đấy chứ không phải cấp tạo đâu ạ. Cấp tạo thì không, một cái mủ chúa nó không tốt bằng. Đó, anh đang bỏ cái tấm ván ngăn ấy. Cái cót mới làm à hay là cót cũ? Mua mới về mua được mấy mét? Ừ. Anh có mua cái cót về để đóng cái tấm ván ngăn cho mùa đông rồi quý chị nhé. Rồi anh đã đậy xong đó, là quy trình của em là chuẩn bị kết thúc rồi. Em thì xin nói một chút nữa thì em kết thúc luôn nhé. Nên bà con chúng ta lên kiểm tra thì một lần nữa em nhắn lại bà con chúng ta nên kiểm tra một tuần 2 lần đi cho em ạ. Đừng nên mở nhiều quá mà một tuần 2 lần là được nhé, hợp lý nhất ạ. Đây sau khi anh đang băn khoăn cái mũ chúa đây, anh già rồi phải không? Bóc thử ra già chứ? Đang nón à? Đây khám phá luôn quý vị nhé. Đó, con đang con nhộng đây, ăn vẫn đang ngon nhé. Mũ chúa này là rất tốt cho chúng ta nhé. Cho anh thưởng thức đi, hôm nay cho anh thưởng thức trọn vẹn đi. Sữa chúa, ong chúa là rất tốt quý anh chị nhé. Một con ong thợ vẫn đang nao vào để bảo vệ hả? 4-5 mủ là anh ăn thưởng thức hết cái mũ chúa đây nhé. Non ăn mới ngon chứ còn già ăn ngon gì đấy, thành nhộng rồi non đó. Thành nhộng được quý chị. To rồi, chưa nở được nhưng mà không được ngâm rượu. Ừ, không được ngâm rượu. Rồi cuối video em Tony Tiến cũng xin phép dừng ở đây nhá. Rồi cuối video em Tony Tiến xin phép dừng đây, xin quý vị xem thấy hay thì nhớ tặng em một like nhé. Quy trình loại bỏ những mủ chúa và cắt loại bỏ ong đực đã kết thúc ở đây ạ. Xin quý vị xem thấy hay tặng em và nhớ bấm nút đăng ký kênh để ngày đầu tiên nhận được khi em Tony Tiến có video mới nha em. Xin chào lại quý chị video sau ạ.